Be máy đánh trứng cầm tay BBQ B02L1 đánh trứng nhanh và dễ dàng hơn. Thương hiệu Be luôn đem đến sự tiện lợi, an toàn nhất cho người sử dụng khi Be cho ra đời dòng sản phẩm máy đánh trứng siêu tiện lợi, giúp cho việc chế biến món ăn của bạn không còn khó khăn. Với dáng cầm tay, dạng đứng nên thật dễ dàng sắp xếp. Đây sẽ là trợ thủ đắc lực của bạn mỗi khi đánh bột, đánh trứng. Máy đánh trứng có chất liệu ABS inox 304 siêu bền, không gì an toàn cho sức khỏe người sử dụng. Sản phẩm với công suất lên tới 300W, điện áp đạt mức 220V tương đương 50H, có thể đánh nhiều mức độ khác nhau. Ngoài ra máy đánh trứng còn được trang bị 4 que đánh cải tiến, tiện lợi giúp cho thực phẩm bên trong có thể hòa lẫn với nhau một cách dễ dàng. Bên cạnh đó, máy còn rất dễ dàng vệ sinh khi đã hoàn thành xong. Với thiết kế thông minh, nút điều khiển mức độ từ 1 đến 10, chỉ cần vài thao tác thì tất cả mọi thứ sẽ được đánh bông nguyễn mịn ngay lập tức. Động cơ đánh rất êm, tốc độ chạy cực kỳ êm ái, không gây ồn nhiều. Bạn không cần lo ngại về việc thay tháo que đánh, chỉ cần bạn bấm nút thì mọi chuyện sẽ trở nên đơn giản trong tích tắc. Bên cạnh đó, máy còn rất dễ dàng vệ sinh khi đã hoàn thành xong. Sản phẩm sẽ giúp cho việc nấu ăn của bạn không còn bị gián đoạn. Công dụng chính của máy đánh trứng, đánh bông trứng đều và siêu mịn trong thời gian ngắn. Nhào trộn bột để việc làm bánh không bị gián đoạn. Sản phẩm có kiểu dáng đứng nên việc sắp xếp trở nên dễ dàng, nhà bếp thêm gọn gàng, tiết kiệm thời gian. Bạn có thể sáng tạo để tạo ra nhiều món ăn đa dạng cho gia đình. Thông số của sản phẩm: thương hiệu Be, model Be DDQB02L1, màu sắc xanh cổ vịt, kích thước 176 x 83 x 145 mm, công suất 300W, điện áp 220V tương đương 50H, chất liệu ABS inox 304, hỗ trợ cho máy với 10 tốc độ đánh. Sản phẩm bao gồm thân máy, que đánh trứng, que trộn bột. Chất liệu của máy đánh trứng cầm tay BBQ B02L1, máy đánh trứng cầm tay với chất liệu ABS inox 304 siêu bền, không gây gì, sẽ giúp món ăn an toàn và ngon hơn. Giới thiệu thương hiệu: công ty trách nhiệm hữu hạn thiết bị điện Be, tên tiếng Anh Be Electric Appliance Co. LTD, được thành lập năm 2006, trụ sở chính đặt tại huyện San, thành phố Phật Sơn, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc. Be là thương hiệu nội địa Trung Quốc tập trung vào nghiên cứu phát triển, sản xuất và bán các thiết bị gia dụng tiện ích. Be được hơn 50 triệu người dùng yêu thích, đặc biệt giành được sự ưu ái của thế hệ trẻ. Thương hiệu cam kết mang đến cho người dùng một cuộc sống chất lượng, thoải mái, thú vị và có thể sẻ chia. Các sản phẩm của Be không chỉ mang đến cho mọi người trải nghiệm hài lòng và dễ chịu, mà còn khiến con người, thiết bị và cuộc sống có thể hòa nhập để có một cuộc sống đáng mơ ước hơn. Sản phẩm đang có giá bán 590.000 đồng. Link mua sản phẩm mình để ở mô tả và dưới bình luận. Nếu bạn quan tâm có thể click xem và đặt mua nhé. Đợt này sản phẩm đang được giảm giá rất sâu, hãy nhanh tay đăng ký sớm nhé.